trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đang tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chê tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Đây là lý do mà đi học muộn đấy à? Eric sẽ không để yên đâu. Thế không đọc chuyện à? Thị La, nhà ngươi có biết mình phạm tội gì không? Thảo Dân, à không, chị vô tội. Mà này, đừng có giết chị đấy, sợ chết lắm. À, lại còn to gan à, nhà ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Baurik bụng bị to. Có người tố cáo nhà ngươi ăn trộm ô tô của Eric, có đúng như vậy không? Này nhá, đừng có hư, chị đánh cho bây giờ. Chị làm gì lấy ô tô nào? Đừng có vu oan giáo họa cho người khác nhá. Lại còn gân cổ lên mà cãi à? Trương Lâm Triều Mỹ đâu? Có thần. Ôi giời ơi. Lôi cổ tên kia ra, bắt hắn khai cho ta. Mỗi cái ô tô đánh một cái. U gì mà u hết tai rồi, đánh đi. Đánh đi đánh. Đã quá muộn rồi, bị mất 20 cái ô tô, đánh 20 đòn cho ta. Không. Ồ hay, ngươi bị to mồm mà, ta đã đánh đâu mà ngươi kêu. Thì phải hết trước chứ, không tí đau, lấy đâu sức mà hết nữa. Đói. Thấy giọng tớ đang bị viêm họng nè. À, thì ra là thế. Thế có chuyện gì? Tớ lo quá, tớ thấy có lỗi với Eric. Sao? Cậu lại làm gì có lỗi với Eric? Này, đừng bảo với tớ là cậu lấy ô tô của Eric đi làm phụ kiện đấy nhá. Chưa bị bắt quả tang. Hôm trước tớ vào phòng định lấy nốt số ô tô đấy, nhưng mà... Sao cậu tang như mó thế? Eric mà phát hiện là cậu chết chắc đấy nhá. Ừ thì lúc đấy lòng tham nổi lên tưng bừng. Nhưng mà tớ đã kịp dừng đúng lúc. Và bây giờ thì cảm thấy có lỗi. May mà cậu còn biết dừng lại đấy. Có lỗi thì biết mà tạ lỗi đi. Nhưng mà tạ lỗi kiểu gì bây giờ? Tổ chức tiệc chẳng hạn. Chuẩn đấy. À mà không được, nó sẽ phát hiện ra mất. Tớ chỉ định xin lỗi âm thầm thôi. Với lại nó đã mất gì đâu. Ô tớ vẫn còn nguyên cả mà. Cậu lấy cớ là tổ chức tiệc để mừng Eric trở về. Dù sao thì từ lúc Eric trở về cậu đã mừng nó đâu. Cậu đúng là chị em tốt của tớ. Chuyện. À, mà mời luôn lớp mình để tham dự đi. Dù sao thì Eric cũng thích giao lưu mà. Được đấy, mai đến lớp tớ sẽ thông báo cho mọi người. Còn cậu, nhớ giữ bí mật đấy, đừng nói cho Eric biết. Tớ muốn tạo cho nó một bất ngờ. La, chị tốt với Eric quá. Eric bị cảm động, bị bất ngờ. Eric không biết nói gì hơn. Ừ, không sao đâu. Không biết nói gì thì khóc đi.
lại mơ mộng gì đấy? À, không có gì. Cả lớp chú ý, tôi có một thông tin sốt dẻo. Trật tự. Thứ bảy này tại vườn nhà La La, tớ sẽ tổ chức một buổi party ca nhạc thời trang vô cùng hoành tráng. Thì nhân dịp ra mắt bộ sưu tập mới của tớ. Tưởng gì, cái bộ sưu tập ma che quỷ hồn của cậu ai thèm xem mà ra với chả mắt làm gì? Đẹp mà. Thật đấy, chả ai thèm xem. Có ma nào thèm xem ý. Tớ chưa nói hết. Em họ tớ, Eric mới từ Mỹ về. Bữa tiệc này cũng là để chào đón cậu ý. Cái gì? Chào đón Eric á? Eric là ai? Mỹ về à? Tây à? Chuyện đẹp trai miễn bàn, cao 1m90 nhá. Các cậu kiến cũng chẳng tới đâu. Tớ không cao nhưng mà người khác vẫn phải nhước nhìn nhá. Hơn cậu là cái chắc. Chân tớ không dài nhưng mà tớ xinh. Thôi, không tranh cãi nữa. Cậu đều chân dài, cậu đều xinh. Cho nên là có ai tham gia không? Bữa tiệc này. Ui mấy khi. Với Hồng Mỹ Nhân, ta là Hoàng tử Eric, ta đã cưới chị ta đến đón nàng đây. Này, làm gì đấy? Sao lại chia tay ra? Tớ phải lấy đăng ký nữa. Cậu vừa nói cái gì đấy? Sao vừa bảo không thèm đến cơ mà? Này nhá, tớ đăng ký không phải vì bộ sưu tập của cậu đâu. Tớ đăng ký chỉ vì... Eric. Tớ cũng tham gia. Từ từ. Xong, chốt danh sách nhá. Hẹn mọi người 7 giờ tối thứ 7 tuần này. Nhớ đến đúng giờ đấy. Ok. Đến mang theo.